2022. Một phút nữa anh ơi. Để tiện cho quý vị và các bạn dễ theo dõi phía bên màn hình bên phía trái màn hình nhỏ quý vị và các bạn. Ở chỗ này là phía trái quý vị nhỏ và các bạn. Quận gì anh nhỉ? Em đéo biết đâu. Ở đây à? Tôi cũng đéo biết gì mẹ. Được chưa? Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với sân bóng Tuấn Phong. Trước mặt chúng ta là trận đấu giữa FC Tiếng Nghệ và FC Cu Đơ trong khuôn khổ giải bóng đá Hà Tĩnh Open lần thứ 3 năm 2022. Đây được coi là hai đội bóng đại diện cho sức trẻ, đúng không? Hai đại diện tiêu biểu cho giải bóng đá Hà Tĩnh Open lần thứ 3. Niềm tự hào của bóng đá xứ đéo phải xứ Nghệ. Niềm tự hào của bóng đá Hà Tĩnh, FC Tiếng Nghệ và FC Cu Đơ. Nhăn. Đợi tí, chưa like. Sân bóng gì đó? Sân bóng Tuấn Phong. Mà. Từ từ okay. Anh ơi. Ok ok. Xong chưa? 3 này, 2 1 này. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với sân vận động Tuấn Phong. Trước mắt chúng ta là trận đấu giữa FC Tiếng Nghệ và FC Cu Đơ. Trong khuôn khổ giải bóng đá Hà Tĩnh Open lần thứ 3 năm 2022. Niềm tự hào của bóng đá Hà Tĩnh, FC Tiếng Nghệ và FC Cu Đơ sẽ đối đầu với nhau trong trận đấu ngày hôm nay. Để tiện cho quý vị và các bạn dễ theo dõi phía màn hình nhỏ bên trái của quý vị và các bạn là FC Tiếng Nghệ. Phía màn hình nhỏ bên trái của quý vị và các bạn là FC Cu Đơ ra sân với trang phục áo xanh quần xanh. Bảo vệ khung thành là thủ thành màu số 1 Trương Doãn Hùng, số 13 Dương Văn Cảnh, số 15 Bùi Vũ, số 21 Lê Văn Tài, số 29 Bùi Viết Dũng, số 88 Tú Top và số 99 Trần Dũng. Biên phía Tiếng Nghệ ra sân với trang phục áo xanh hồng quần xanh với thủ thành màu số 3 Phan Mạnh Kiên, số 6 Hùng Con, số 7 Thanh Chris, số 10 Trần Quốc Hoàn, số 11 Sơn Lỏ, số 21 Vũ Gia Thông, số 23 Minh Trường và số 27 Văn Hùng. Trận đấu chính thức được bắt đầu. Đã có lỗi của FC Cu Đơ. Người đang đứng trước bóng là số 11 Sơn Lọ. Sơn Lọ cùng Hoàn Phi Sách đang có những toan tính cho cú sút đầu tiên của trận đấu này. Sơn Lọ dứt điểm. Vẫn là Sơn Lọ. Doãn Quốc Hùng đã kiểm soát được tình hình trận đấu. Đường phát động dài phía trên. Hay quá. Tỷ số là 1-0. Rất bất ngờ. FC Cu Đơ là người mở điểm. Cầu thủ dứt điểm mở bàn cho FC Cu Đơ là cầu thủ mang áo số 15 Bùi Vũ. Rất bất ngờ. Ngay những phút đầu tiên của trận đấu, Bùi Vũ đã mở bàn cho FC Cu Đơ. Tỷ số là 1-0. Liệu Tiếng Nghệ sẽ phản đòn như thế nào? Hùng Con, Hoàn Phi Sách đá biên cho FC Tiếng Nghệ. Một tình huống dứt điểm không cho ai cả. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là ông Thân Ngọc Châu. Dưới cái này gay gắt hơn 40 độ C của Hà Nội hiện nay. Rất có thể sẽ khiến cho các cầu thủ dễ xuống sức. Vẫn còn.
Quyền kiểm soát bóng thuộc về FC Tiếng Nghệ. Một tình huống bóng không cho ai cả. Ngoài nổ, Hoàn Phi Sách đã có những khó chịu đối với đồng đội của mình với tình huống phát động tấn công không cho ai cả. Tiếng Nghệ cắt bóng tốt, tia của Hoàn Phi Sách. Hùng Quan đã có một tình huống sút bóng lên trời. Cái người tốt. Thank you.
thế đến những tình huống cũng như bàn thắng không được. Tình huống sút xa từ tuyến hai của Bùi Viết Dũng. Mạnh Kiên, liệu đây sẽ là đường phát bóng dài hay không? Bóng quay về Mạnh Kiên. Hàng phòng Nguyễn Bình. Anh bình luận mà nãy giờ anh vặn cái gái này thì chịu em cứ tưởng là như nào. Phan Mạnh Kiên. Đội bóng tốt. Thành Quý. Bóng thuộc quyền kiểm soát của FC Cú Đơ. Thoát người rất tốt. Nhưng không có gì nguy hiểm đối với khung thành của Phan Mạnh Kiên. Rất hay. Một tình huống chuyền như đặt của cầu thủ Khắc Sơn. Đáng tiếc là đồng đội của anh không thể tận dụng tốt được cơ hội của mình. Nguy hiểm. Mạnh Kiên đã kiểm soát tốt được tình hình. Vẫn còn cho FC Tiếng Nghệ. Vẫn là chuyền dài. Thành công hay không? Không được. Hai lối đá khác nhau, một chuyền dài và một kiểm soát bóng. Liệu FC Tiếng Nghệ có cơ hòa được hay không? Có lỗi rồi. Lỗi của Quốc Hoàn, người được coi là người dẫn dắt linh hồn của cả đội bóng FC Tứ Nghệ. Sút rất nguy hiểm. Rất thiếu may mắn khi bóng chỉ chạy khung thành một chút thôi. Sơn Lọ. Vẫn đang là Sơn Lọ. Chọn chỗ rất được. Viết Dũng đã giải nguy cho khung thành của thủ thành Doãn Hùng. Bóng được liên chuyển về. Phải chăng lại một đường bóng dài hay không? Không có gì nguy hiểm cả. Một tình huống phát động tấn công khá dài từ sân nhà của các cầu thủ FC Cú Đơ. Thành Quý. Cắt bóng tốt, vẫn là Thành Quý. Sơn Sách. Trần Dũng. Đường chuyền cho Tân Tài. 3-0. Tuyệt vời, người ghi bàn là Lê Văn Tài. Rất hay. Chọn vị trí tốt, dứt điểm quyết đoán và 3-0 cho FC Cú Đơ. FC Tiếng Nghệ đang có sự thay đổi người. Cầu thủ mặc áo số 13 Trung Bước Công Trung sẽ vào thay cho cầu thủ mặc áo số 10
Quốc Hoàn. Dù thời tiết nhiệt độ khá cao tại Hà Nội như hiện nay, việc các cầu thủ xuống sức là rất nhanh, và trọng tài chính của trận đấu này Thân Ngọc Châu đã cho hai cầu thủ Hello được nghỉ ngơi. FC Kudo cũng có sự thay đổi của mình. Số 16 Nguyễn Đình Đức sẽ được vào sân. Đang dẫn với tỷ số 3-0 nhưng các cầu thủ FC Kudo vẫn luôn động viên nhau. Không biết tỷ số đã được kéo dài thêm hay FC Tiếng Nghệ sẽ gỡ bàn. Phút bóng dài không thành công. Tấn công cho các cầu thủ FC Kudo. Kịp không? Bóng đã đi hết đường biên ngang. Sơn La đang cầm bóng. Sơn La đột phá không được. Một tình huống đột phá của Sơn La, tuy nhiên anh đã không được đánh lừa được các cầu thủ của FC Kudo. FC Tiếng Nghệ tiếp tục có những sự thay đổi để nhằm điều chỉnh con người cũng như lối chơi của mình khi tỷ số đang là 3-0. Trong ta trận đấu đang bị gián đoạn. Hùng Còn, Mạnh Kiên, Sơn Lọ. Bóng quay trở lại với Mạnh Kiên. Vũ Giao Thông. Vũ Giao Thông không được, rất bế tắc. Việc không được cầm được tuyến giữa khiến cho việc luân chuyển bóng của FC Tiếng Nghệ trở nên rất khó khăn, và họ sử dụng nhiều những đường chuyền dài. Không được. Người cắt bóng vừa rồi là Trần Dũng. Vẫn là Trần Dũng. Đột phá không được. Cắt bóng thành công. Vẫn còn. Dứt điểm đi. Một tình huống hơi cá nhân của các cầu thủ bên phía FC Kudo. Phạt góc cho FC Kudo. Như vậy FC Tiếng Nghệ đã có sự thay đổi người. Số 2 vào sân và số... số 6 ra sân. Đình Đức. Các cầu thủ bên FC Kudo đang kiểm soát bóng rất tốt. Hơn 60%. FC Tiếng Nghệ liên tục có những thay đổi người nhằm thay đổi chiến thuật cũng như lối chơi của trong trận đấu này. Không được. Vẫn là Tú Tốt. Chọc kẹt tốt. Đáng tiếc là đồng đội của anh không thể tận dụng được cơ hội vừa rồi. Một tình huống kiến tạo chọc linh láng lướt của Tú Tốt.
Văn Hùng, Mạnh Kiên, Sơn Lọ. Một tình huống chuyền bóng không cho ai cả. Đồng đội không hiểu ý đường chuyền của anh. Đường chuyền dài. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Phan Mạnh Kiên. Thanh Chris. Còn hay không? Vẫn còn cho các cầu thủ Tiếng Nghệ. Không có gì nguy hiểm cả. FC Cô Đô phản đòn. Rất tốt. Vẫn còn. Vẫn tại có một tình huống xử lý bóng không thật tốt cho lắm. Có lẽ anh hơi tự tin về kỹ thuật cá nhân của mình. Mạnh Kiên. Thanh Quýt. Sơn Lọ. Vẫn đang là Sơn Lọ. Đột phá chẳng. Ra biên. Đáy biên. Không có gì nguy hiểm. Người vừa thực hiện đường chuyền là Minh Trường. Dương Bằng. Tú Tốt. Những tình huống xử lý bóng rất điều nghệ của Tú Tốt. Như vậy hiệp 1 đã kết thúc. Tỷ số là 3-0 nghiêng về FC Cú Đơ. Đừng xem online này, nhiều người xem không? Anh ơi, live này nhiều người xem không? Live này nhiều người xem không?
Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại sân bóng Tuấn Phong để trở lại hiệp 2 trận đấu giữa FC Tiếng Nghệ và FC Cú Đơ. Kết thúc hiệp 1, FC Cú Đơ dẫn trước với FC Tiếng Nghệ 3-0. Những người ghi bàn cho FC Cú Đơ là số 15 Bùi Vũ, số 21 Lê Văn Tài và số 26 Dương Bằng. Sau giờ nghỉ không biết FC Tiếng Nghệ có những điều chỉnh gì cả về con người lẫn chiến thuật hay không. Chúng ta sẽ chờ đón hiệp 2. Liệu sẽ là một Tiếng Nghệ lột xác hay vẫn là lối bóng truyền dài của FC Tiếng Nghệ đã thể hiện suốt hiệp 1 vừa qua. Đến với hiệp 2 này, chúng ta thấy rất nhiều gương mặt mới của FC Tiếng Nghệ. Gần như họ đã thay hoàn toàn đội hình chính của mình. Tiếng còi của trọng tài Tân Ngọc Châu đã được cất lên, hiệp 2 bắt đầu. Trong hiệp 2 này, FC Cú Đơ vẫn rất tự tin với lối đá kiểm soát bóng như hiệp 1 của mình. Doãn Hùng cắt bóng tốt từ vị trí của Vũ Giao Thông. Sẽ cột gót định hướng phát biên cho các cầu thủ FC Cú Đơ. Trần Dũng đánh đầu rất nguy hiểm. Người đưa đánh đầu là Tú Tốt. Một tình huống bật cao đánh đầu rất nguy hiểm của Tú Tốt. Bóng được luân chuyển từ sân nhà của các cầu thủ FC Tiếng Nghệ. Cắt bóng tốt, Tú Tốt. Tú Tốt. Một tình huống chuyền ra biên rất đáng tiếc của Tú Tốt. Đồng đội của anh là Trần Dũng không hiểu ý đồ. Đá biên cho FC Tiếng Nghệ. Rất nguy hiểm. Khó hiểu cho tình huống xử lý vừa rồi. Dứt điểm đi. 4-0. 4-0 cho FC Cú Đơ. Người ghi bàn là Lê Văn Tài. Cú đúp của Văn Tài. Một tình huống chấp thời cơ tuyệt vời. Rất khó hiểu cho những pha xử lý của các cầu thủ FC Tiếng Nghệ. 4-0. Minh Trưởng
Sơn Lộ. Không được. Một lối đá như gà mắc tóc. Lợi thế cho các cầu thủ Tiếng Nghệ. Không được. Rất khó hiểu cho những đường truyền của FC Tiếng Nghệ. Không biết giờ nghỉ họ có những điều chỉnh về về con người cũng như chiến thuật hay không, nhưng hiệu quả thì vẫn chưa thấy đâu cả. Phát bóng dài. Vẫn còn. Không được. Một tình huống phá bóng rất tốt của Trung Bắc. Trung Bắc đã lùi về rất kịp thời khi mà cầu thủ mang áo số 26 Dương Bằng tông bóng qua cầu thủ Mạnh Kiên. Phát biên cho FC Cú Đơ. Vẫn còn. Còn không. Một tình huống đánh đầu chiến thuật của Quốc Hoàn, nhưng cầu thủ mà số 23 không hiểu ý của anh. Tú Top. Đình Đức. Đình Đức bóng bắn rất tốt cho Tú Top. Xử lý bóng. Đình Đức. Không được. Vẫn là Đình Đức. Bóng đang hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của FC Cú Đơ. Văn Tàu. Tú Tốt. Tuyệt này. Vẫn đang là Tú Tốt. Còn không. Phá bóng tốt của FC Tiếng Nghệ. Phát biên cho FC Cú Đơ. Đánh đầu. Rất nguy hiểm. Một tình huống truyền thai cột hai biên cho Tú Tốt. FC Tiếng Nghệ vẫn rất tự tin về cái lối đá truyền dài của mình, nhưng hiệu quả vẫn chưa thấy đâu. Lại là một tình huống như vậy, những đường truyền dài vô vọng, hiệu quả mang lại không cao. Doãn Hùng. Tú Tốt. Vẫn đang là Tú Tốt. Tú Tốt. Tuyệt vời. Người ghi bàn là Tú Tốt. Chạy cho tốt. Dứt điểm tốt. 10 điểm. 10 điểm cho chất lượng của bàn thắng này. Tỷ số là 5-0. Phải chăng tất cả đã ngang ngưỡng khi mà hiệp 2 chỉ vừa mới bắt đầu thôi? FC Cú Đơ tổ chức tấn công rất đa dạng. Rất nguy hiểm. Những đường truyền nhà mang đến nhiều rủi ro của các cầu thủ FC Tiếng Nghệ. Vẫn đang là cầu thủ các FC rất nguy hiểm. Không có gì nguy hiểm đối với FC Cú Đơ. FC Tiếng Nghệ với việc duy trì cái lối đá truyền dài như thế này thì không biết khi nào họ mới ghi được bàn thắng. Phát bóng dài của FC Cú Đơ. Đội bóng tốt. Dứt điểm đi. Đáng tiếc là bóng lại đi lên trời. Một tình huống phát động tấn công rõ nét. Vẫn còn. Nguy hiểm quá.
những tình huống chuyền về rất bất cẩn của các cầu thủ của FC Tiếng Mẹ. Việc luân chuyển bóng rất khó khăn lên. Họ chỉ có sử dụng những đường chuyền dài. Với Lola này thì sẽ rất gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở vòng sân thứ 7 này. Chuyền dài lên. Vẫn còn. Cản phá bóng tốt của Tuấn Nhọ. Vũ Giao Thông phát biên lên cho FC Tiếng Nghệ. Tuấn Nhọ. Quốc Hoàn. Long Vũ. Vẫn đang là Quốc Hoàn. Quốc Hoàn đột phá. Không được. Những tình huống tấn công rất đơn độc của các cầu thủ FC Tiếng Nghệ. Cắt bóng rất rồi. Nguy hiểm quá. Không lỗi. Một tình huống không lỗi của các cầu thủ FC Tiếng Nghệ. Phản công cho FC Tiếng Nghệ. Sơn Lọ. Quốc Hoàn dứt điểm. Một tình huống dứt điểm xa nhằm giải tỏa tâm lý của Quốc Hoàn. Bê bóng rất tốt. Bóng nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của FC Cuder. Trần Dũng. Vẫn đang là Trần Dũng. Không được rồi. Phản công cho FC Tiếng Nghệ. Không có gì nguy hiểm cả. Những pha tấn công đỡ đơn điệu. Một bài. Vẫn còn. Tốc độ tuyệt vời của Trần Dũng. Tuấn Nhọ. Một đường phát công dài. Và kết quả vẫn như vậy vậy. Vô vọng. Một lối đá bạc nhược của các cầu thủ FC Tiếng Nghệ. FC Kuro tiếp tục có những sự thay đổi. Cầu thủ số 15 Bùi Vũ ra vào sân. Che chắn người tốt. Người bị phạm lỗi là Quốc Hoàn. Với việc không có trung vệ trong phòng tốt, Quốc Hoàn từ một vị trí tiền đạo đã xuống đá vị trí trung vệ phòng. Một cầu thủ rất đa năng giống như Mạnh Dũng của đội tuyển quốc gia vậy. Dứt điểm đi. Không được. Pha dứt điểm là của Vũ Nông Nghiệp. Đây là pha dứt điểm được coi là nguy hiểm nhất từ đầu trận đến giờ của FC Tiếng Nghệ. Bùi Vũ. Sọc biên. Dứt điểm đi. Không được. Vẫn còn. Đá biên cho FC Cuder. Người đang đứng trước bóng là Nguyễn Đình Đức. Không được. Một tình huống rất không thành công của các cầu thủ FC Cuder. Phải chăng sẽ là một đường phất bóng dài lên trên. Tuấn Nhọ. Vũ Nông Nghiệp. Giao Thông. Tuấn Nhọ. Những tình huống luân chuyển bóng đầy khó khăn của FC Tiếng Nghệ. Vũ Giao Thông. Vẫn đang là Vũ Giao Thông. Rất khó khăn cho việc tìm người để chuyền. Lỗi rồi. Người bị phạm lỗi là cầu thủ mang số 8 Vũ Nông Nghiệp. Rất khéo. Quốc Hoàn.
vẫn đang là cú phạt đột phá bóng biên. Sẽ có penalty, sẽ có penalty cho FC Tiếng Nghệ và thẻ vàng. Một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của cầu thủ mang áo số 29 Bùi Viết Dũng. Người được trao cơ hội sẽ là Sơn Lọ mang áo số 11. Liệu Sơn Lọ có chiến thắng được thủ thành Trường Doan Hùng hay không? Từ đầu trận đến giờ Trường Doan Hùng đã không phải làm việc. Sơn Lọ, liệu Trường Doan Dũng hay Sơn Lọ sẽ chiến thắng trong cuộc đấu trí này? Cầu thủ của FC Cú Đê đang lúng túng trong việc thay người. Sơn Lọ dứt điểm đi, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-5. Liệu sau bàn thắng này tinh thần của các cầu thủ Tiếng Nghệ sẽ tốt lên và những đường bóng sẽ trở lên thanh thoát hay không? Năm một rồi, gần như trận đấu đã an bài, nhưng hy vọng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Tiếng Nghệ sẽ không bị giảm sút. Bóng đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ FC Tiếng Nghệ. Dẫn trước tới 4 bàn, FC Cú Đê gần như không muốn tấn công để bảo toàn lực lượng cho những trận đấu tiếp theo của giải đấu này. Nhưng toàn tính thật sự tinh tế và khôn ngoan. Vẫn còn, dứt điểm đi. Không thể tin được. Không thể tin được, Bùi Vũ đã dứt điểm một tình huống sút vào trong còn khó hơn cả sút ra ngoài. Vẫn còn. Vũ giao thông. Mất bóng rồi. Đã có tình huống cao chân của các cầu thủ FC Cú Đê. Khoảng cách là khá xa, liệu Vũ Giao Thông sẽ sút thẳng hay sẽ là một tình huống đá phạt phối hợp? Quốc Hoàn dứt điểm từ xa, không được. Đã có lỗi của Quốc Hoàn, một tình huống hơi tham bóng của Quốc Hoàn. Từ đầu trận chúng ta có thể thấy Quốc Hoàn di chuyển không ngừng nghỉ, cánh chim không mỏi của FC Tiếng Nghệ, nhưng một cánh én không thể làm nên cả mùa xuân được. Không có gì nguy hiểm đối với Tuấn Nhọ. Đã có lỗi. Đã phạt lên cho FC Tiếng Nghệ. Gần như những điều chỉnh của FC Tiếng Nghệ trong thời gian nghỉ giữa hiệp không đem lại nhiều hiệu quả cho FC này. Vũ Giao Thông dọc biên, người đang có bóng là Sơn Lọ. Không có lỗi và chỉ có tình huống phát bóng lên cho FC Cú Đê. Quốc Hoàn không được, phản công cho FC Cú Đê kịp không?
dứt điểm. Quá đáng tiếc. Một tình huống dứt điểm rất đáng tiếc của FC Cuder. Phải chăng việc chạy di chuyển quá nhiều khiến cho Quốc Hoàn đã có những tình huống xử lý lỗi? Vũ Giao Thông, Quốc Hoàn, Sơn Lọ, Minh Trường, tình huống chuyển về cho Tuấn Nhọ. Vũ Giao Thông, một tình huống thiếu chủ động của các cầu thủ FC Tiếng Nghệ. Vẫn còn tình huống phối hợp rất theo bài, nhưng đáng tiếc Quốc Hoàn đã đoán được ý đồ. Vẫn còn bóng đã được phá lên. Một đối đá rất thuyết phục của FC Cuder. Chuyền dài có, dọc biên có, phối hợp nhỏ có, đánh trung lộ có. Phải chăng đây sẽ là sẽ là FC Ngựa Ô, chú Ngựa Ô của giải đấu này? FC Liệu Cuder liên tục có những sự thay đổi người nhằm bảo toàn lực lượng mạnh nhất để cho trận đấu tiếp theo. Rất nhiều sự toàn tính ở đây. Sau trận đấu này, FC Tiếng Nghệ sẽ còn rất nhiều điều phải làm, đặc biệt là một giải đấu khắc nghiệt như giải bóng đá Hà Tĩnh Open lần thứ 3 như này. Trung bước, cắt bóng thành công, vẫn đang là trung bước. Đáng tiếc, rất đáng tiếc cho Sơn Lọ. Khó hiểu cho tình huống vừa rồi của Sơn Lọ. Phải chăng thể lực không cho phép khiến cho những tình huống xử lý của Sơn Lọ thiếu chính xác và thiếu tinh tế hơn? Bóng đang trong tầm kiểm soát của Cuder. Hết bóng rồi. 5-0 là một tỷ số quá an toàn, bảo đảm vừa một chiến thắng đậm và đảm bảo cho một đội hình mạnh cho tiếp theo giải đấu này. Quốc Hoàn đội bóng mũi màu tết. Không được. Phá bóng lên. Đã có tình huống phạm lỗi của FC Cuder đối với cầu thủ vàng số 21 Vũ Giao Thông. Minh Trường, Vũ Giao Thông, Sơn Lọ, Quốc Hoàn. Một tình huống bấm bóng không thành công. Những tình huống tấn công rất đơn điệu của FC Tiếng Nghệ, bởi một phần với đội hình khá là mỏng của mình. Thể lực không đảm bảo khiến cho những đường chuyền cũng như đường tấn công của đội tiếng FC Tiếng Nghệ không được nhuần nhuyễn. Bóng thuộc quyền kiểm soát của FC Tiếng Nghệ. Sơn Lọ, Minh Trường, Vũ Giao Thông, Tuấn Nhọ. Rất hay. Đã có tình huống chơi xấu của FC Cuder. Những tình huống xuất phạt sẽ là những giải pháp để đưa trái bóng đến gần hơn khung thành của thủ thành Trương Doãn Dũng. Người đang đứng trước bóng là Vũ Giao Thông. Không được. Một tình huống truyền trong vô vọng.
Và không có gì nguy hiểm đối với thủ thành Trường Giang Hùng. Trong trận đấu ngày hôm nay, Trường Giang Hùng không phải hoạt động nhiều, trừ bàn thua đến từ quả penalty do cầu thủ 21 Vũ Giao Thông ghi bàn. Đã có lỗi của Quốc Hoàn. Đáo thở đi em ơi, đáo đi. Bùi Vũ đang tỏ ra rất đau sau pha va chạm vừa rồi. Pha phát động tấn công dài của Trần Dung. Nguy hiểm. Xin điểm đi. 6-1. Người ghi bàn là Bùi Vũ. Một trận đấu bạc nhược của FC Tiếng Nghệ. Và đối với FC Cú Đơ, không biết trận đấu này họ đánh tennis trên sân 7 hay không. Một trận thắng bằng một set tennis tới hiện tại. Tinh thần của các cầu thủ FC Tiếng Nghệ đang giảm sút rất nhiều sau bàn ghi bàn vừa rồi của cầu thủ mang áo số 8. Không có gì nguy hiểm cả. FC Cú Đơ vẫn không đổi cuộc và họ muốn làm nhiều điều hơn thế. Cắt bóng tốt, rất nguy hiểm, suýt chút nữa tỷ số là 7-1 cho FC Cú Đơ. Người vừa dứt điểm là một cầu thủ mang áo số 16 Nguyễn Đình Đức. Đập bóng thành công, thoát bóng rất nhanh của Trần Dũng. Vẫn đang là Trần Dũng, không được. Tuyệt vời, dứt điểm đi, không. Đó là một tình huống chuyền nhưng Trần Dũng không hiểu ý đồ của cầu thủ mang áo số 20 Sơn, Trần Văn Sơn. Phạt góc cho FC Tiếng Nghệ. Không có gì khó khăn cả, rất lập bập. Một tình huống xử lý thiếu an toàn của Trương Doãn Hùng. Phải chăng chính việc không phải hoạt động nhiều trong trận đấu ngày hôm nay khiến anh mất tập trung trong tình huống bóng vừa rồi? Trần Dũng, Đình Đức, Đình Đức kỹ thuật. Như vậy trận đấu đã kết thúc với tỷ số 7-1 nghiêng về FC Cú Đơ. Xin quý vị là kết thúc trận đấu, FC Cú Đơ giành chiến thắng 6-1 trước FC Tiếng Nghệ. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào trận đấu tiếp theo của giải đấu Hà Tĩnh Open lần thứ 3 năm 2022.